đây này, các cái tấm pin đã được chở đến đây bằng xe kéo. Đây này, tôi có mang đầy đủ dụng cụ. Đây là khoan pin, khoan pin, khoan pin này. Ở đây không có điện nên là phải xài cái này để mà bắn. À, các bạn thấy không, đầu nghề đầy đủ hết. Ray nhôm đấy, ray nhôm chuyên dụng, chảy nước này. Mini ray các bạn này, thấy không? Đấy, bắt lên cái mái này, tôi mang đầy đủ hết, rồi hộp đồ nghề nữa, đồ nghề này, mở ra các bạn xem nhé, đồ nghề, đấy đầy đủ hết, dây điện, DC này, đưa cả cuộn đi, mái này. Máy này rất là tạm thôi. Sau này tôi bảo chủ nhà là chú làm thêm kiên cố lên. Khu này, cái này thực ra cái tấm này ấy, người ta không biết là lấy để làm gì đâu. Nhưng mà ở đây nếu mà không bảo quản cẩn thận là bị phá hoại. Đấy, những người xung quanh họ phá hoại, người ta đập phá hoặc là người ta cắt, người ta đem về người ta ăn trộm để mà phá thôi, mục đích là để phá cho vui thôi. Có nhiều người bây giờ lại như thế, thì cái này đem về cũng chả là biết làm cái tác dụng gì. À, thời tiết bây giờ mây khá là nhiều, có nắng các bạn, nắng nhẹ, đấy, mây khá là nhiều. Tí nữa tôi sẽ đấu vào xem hệ thống hoạt động chủ thế nào và phỏng vấn chủ nhà nữa. Đấy. Bây giờ thì chúng tôi đang tiến hành bắt những cái ray nhôm mini ray lên mái tôn này. Mái đây khó, rất là khó làm, bên dưới thì rất là ổn, là làm tạm thôi, nhưng mà sau này chủ nhà sẽ dựng lên cái không gian kiên cố. Đấy, xung quanh là tiêu các bạn ạ. Đất này khó, không có nước. Đây là mini ray, sử dụng cái khoan may mắn vít này, bắn này. Có cái đinh này là gỡ lên thì bắn cho nó dễ. Như vậy thì chúng tôi đã lên được 3 tấm pin lên cái mái này rồi. Rất là vất vả để mà leo đẩy lên mái lên đây, và mái này rất là khó thi công. Cái mái này mục hết rồi, là đi phải cẩn thận, không là thủng mái là chết. Thủng mái phát là coi như là xong luôn. Xung quanh ở đây thì là đất. Đấy, máy nổ, các bạn có nghe thấy tiếng máy nổ không? Máy nó đang nổ ấy, đang chạy bằng dầu ấy. Lắp xong cái này là bơm chạy được bằng điện mặt trời này, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền dầu. Mời các bạn ăn cơm trưa nha. Hiện tại chúng tôi ăn cơm, hệ thống đấu xong rồi. Đây là con inverter HBDTEC, điện áp bây giờ đang được 303V. Đấy, rất là mạnh. Tí nữa là tôi sẽ quay các bạn xem cái cảnh hạ thủy cái máy bơm hỏa tiễn. Máy bơm hỏa tiễn này là đang nằm kia kìa. Hạ thủy xem là nó bơm được sâu, độ sâu 80m. Đấy, 80-85m đấy. Đất là... bây giờ là chúng tôi sẽ tiến hành hạ thủy cái máy bơm hỏa tiễn có công suất là 1000W đi, 750W đi, nhưng mà là... Đây, bơm hỏa tiễn này, phải lên coi, phải lên thử cái mà, coi bơm cho khán giả coi. Đây này. Đấy. Công suất bơm này quay thực tế luôn nha. 750. Cái này nó hay lắm. Không phải 75kW nhá các bạn nhá. Đông zin. Đấy, cái này là quấn băng dính vào. Dây điện vào rồi. Chặt chơi này chưa này. Chú con chặt này. Ok đấy. Đảm bảo là không có, không có bị nước vào khi mà thả xuống, là hai đầu dây điện nó sẽ chập nhau. Đúng.
quấn nào ấy. Dây điện này là được bọc bên ngoài bằng một lớp vải này. Đi cái đó giấy ông ơi, đi gì mà đi ông ơi. Đây cái đi cái này, giấy dài. Dây vải. À, dây đu, xin lỗi các bạn, dây điện là đây là bên ngoài cao su đây này. Copper Korea này, dây Hàn Quốc luôn á, xịn luôn á. Đại Nam á. Đây này là 3 x 1,5 mm à. 12.000 mét. Xem này, dây này đây. Đây đấy. Anh đánh về giờ có dây đưa rồi. Dây rồi. Cái gì bắn nhau. Đây. Tiến hành hạ thủy. Ống nó rất là lòng ngoằng. Nếu mà không cẩn thận nó rối ống ạ. Ống nó sẽ rối được nhỉ. À, bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem này. Bây giờ đây là cái điện áp của tấm pin này. Lúc mà hiện tại bây giờ thời tiết là nắng khá là tốt. Khoảng 8 giờ sáng nhé. 7 giờ 54 này. 7 giờ 54 nhé, nắng khá là tốt. Ừ, các bạn thấy sao? Đấy, tương đối thôi, không tốt lắm. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái điện áp của đầu vào và đầu ra này. Đầu vào của tấm pin bây giờ đang được 330V. 8 tấm này. Mỗi tấm có công suất là 390W. Tiếp theo là tần số của điện áp AC để ra này, 42,3Hz, 42Hz này. 1,2Hz đấy. Tần số của điện lưới của mình là 50Hz này thì cái bơm nó chạy ổn định. Nhưng mà ở đây là 42Hz nó vẫn chạy rất là ok luôn. Tí nữa tôi sẽ quay cái máy bơm cho bạn xem. Tiếp theo là cái dòng điện của tải này, của bơm này. Đây là 2,9Hz này. Nắng càng to thì bơm chạy càng mạnh thì là dòng điện càng cao. Đấy. Tí nữa nắng to hơn thì nó chạy tốt hơn. Đây bây giờ điện áp của AC đầu ra là 162. Bây giờ nắng nó yếu hơn rồi. Mấy phút mà nắng nó yếu hơn nhiều. Đấy thì cái này thì không ảnh hưởng đến cái máy bơm các bạn nhé. Máy bơm chạy mạnh hay chạy yếu không ảnh hưởng, mà nó phụ thuộc vào cái tần số này này. Tần số này mà càng cao và cái điện áp đầu ra này càng cao thì máy bơm chạy càng mạnh. Còn không thì nó chỉ cần trên 35Hz là nó đã chạy được rồi. Trên 30Hz tôi cài cho nó chế độ 35Hz, 30Hz là nó sẽ chạy được. Còn ở đây là 40Hz rồi thì nó chạy là ok. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài này, tôi kiểm tra xem cái máy bơm của mình chạy thế nào. Bây giờ thời tiết là khá nhiều mây, đến đầu kia có ánh nắng một tí thôi. Nhiều mây, hy vọng tí nữa thay con bơm 1,5 ngựa, 1.000W, 1.100W thì nó sẽ thời tiết nó sẽ đẹp hơn để bơm nó chạy. À cái dòng này nhá, khi mà ban đầu ấy thì phải đủ nắng thì nó mới khởi động được. Nhưng đến khi mà muốn chạy nó ổn định thì không cần phải nắng tốt, chỉ cần râm râm nó cũng chạy được. Đấy là cái đặc điểm của cái con này. Bởi vì cái động cơ ấy là nó có quán tính. Động cơ là có quán tính. Cho nên là nó chỉ cần khởi động đến một cái mức độ nhất định ổn định thì nó sẽ có quán tính. Bây giờ máy bơm nó chạy yếu. Nhà nước phụt lên. Lúc nãy nó phụt mạnh lắm các bạn ạ. Đấy, nãy nó phụt mạnh lắm. Đấy là chú này, chú Hà là chứa vào một cái bể này. Bể này là có dung tích khoảng 70 mét khối ạ. Cao 1 mét, rộng 5 mét hay sao? 4 mét ạ. 4 mét hay 5 mét. Dài 12 mét ạ. Đó. Đấy, tí nữa nắng mạnh hơn tôi sẽ quay các bạn nhé. Bây giờ nắng hơi yếu ạ. Nắng hơi yếu, mây nhiều lắm. Mây rất nhiều.
Bây giờ nắng khá là tốt, tương đối. Đây xem các bạn xem máy bơm nó bơm này. Thấy chưa? Ok không? Lưu lượng nước đẩy khá là ok đấy. Bơm này mới chỉ bơm là bơm có một ngựa thôi. Tí nữa chúng tôi sẽ thay cái bơm một ngựa rưỡi này thì nó sẽ bơm khỏe hơn. Đấy. Đây là nước gần hết trong hồ, không có nước để tưới nên phải xả vào đây. Đấy, theo dõi xem cái này nó chạy thế nào. Này, bơm rồi. À, giờ nó nắng yếu này giảm xuống. À, bây giờ nắng rất là tốt. Đây nắng cực kỳ tốt luôn. Đây, nắng mặt trời đây. Đây này, bóng đứng này. Thì xem cái bơm này nó chạy nó lên 50H rồi các bạn ạ. Nó lên. Đây nó lên 49H rồi. Các bác thấy không? Này 49H rồi. 48 hay mấy? 48 hay 7 rồi. Nó cứ tầm lên 48 Hz là chạy ngon lắm, máy bơm chạy phà phà. Đây, tôi quay cho các bạn xem, máy bơm chạy rất khỏe luôn. Cứ nắng như này là chạy ngon. Mùa hè tháng 12 ở khu vực này, mùa Noel ấy, ui trời, chạy mạnh lắm, bơm mạnh lắm. Đẩy này, ui rồi đẩy phà phà luôn, đẩy này, cột nước rất là cao, các bạn thấy không? Mạnh quá, mạnh luôn, đẩy mạnh ra hẳn ra ngoài luôn. Lúc nãy không có nắng thì nó đẩy như đáy dắt, mà bây giờ nó nắng lên là cái là nó chạy mạnh ghê gũng. Đây bạn thấy chưa? Đấy, ôi giời, mạnh quá trời mà. Cái này quá yên tâm rồi, khi mà lắp đặt hệ thống này thì đảm bảo là mùa khô là nắng tốt này, nắng như thế này là đảm bảo có đủ nước để chứa vào bể. Toàn bộ đây là trồng tiêu. Đây là chú Hà, người nông dân với vườn tiêu. Đây là cái mức nước sau khi mà đã thay cái máy bơm 1,5 ngựa là 1.100W đấy. Giờ nắng khá, cũng không có đẹp lắm, vừa nắng tương đối. Đấy, mình xem mức nước nó phụt lên. Vào mùa này thì lúc nãy là có mưa, chúng tôi phải đợi cho nó nắng lên mới hạ thủy được. Bây giờ nếu mà cái mùa mà mùa nắng ấy, mùa giữa tháng 12 thì nó nắng rất to, thì hầu như nắng cả ngày thì tôi đảm bảo rằng là khả năng nó sẽ có thể chạy được cái máy bơm công suất là 1,5 ngựa. Ở đây là mức nước là 80 m. Đấy. Hoàn toàn có thể chạy được.